quý vị, Hoàng Đức Bân xin nói chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Người Hùng của Những Ngôi Sao. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media và được phát sóng vào lúc 21 giờ 30 phút thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Đến với Người Hùng của Những Ngôi Sao, đây sẽ là một sân chơi hội tụ rất nhiều tài năng ở các lĩnh vực và đặc biệt là những độ tuổi khác nhau. Và hy vọng tất cả các thí sinh tài năng của chúng tôi sẽ chinh phục được 3 vòng thi đấu. Vòng loại hơn 60 tài năng, ban giám khảo và khán giả sẽ chọn ra 20 tài năng xuất sắc nhất vào vòng bán kết. Vòng bán kết gồm 20 tài năng, ban giám khảo chọn ra 5 tài năng xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Cơ cấu giải thưởng đêm chung kết: giải nhất 20 triệu đồng, giải nhì 10 triệu đồng, giải ba 5 triệu đồng, hai giải khuyến khích mỗi giải 3 triệu đồng. Và bên cạnh đó sẽ có một phần thưởng rất đặc biệt dành cho thí sinh ấn tượng nhất qua những lượt tương tác, bình chọn, chia sẻ và yêu thích của quý vị khán giả trên fanpage cũng như là kênh YouTube của chúng tôi trị giá 3 triệu đồng. Cách tính điểm như sau: 1 view bằng 1 điểm, 1 like bằng 5 điểm, 1 comment bằng 2 điểm. Những comment bị chương trình phát hiện là spam sẽ bị xóa không báo trước. Top 5 video có điểm cao nhất sẽ bước tiếp vào vòng bán kết của chương trình. Và đêm nay sẽ là những tiết mục của vòng loại. Trước khi gặp gỡ những thí sinh tài năng, xin mời quý vị cùng chào đón thành phần ban giám khảo ngày hôm nay. Đầu tiên chính là sự xuất hiện của ca sĩ xinh đẹp Thu Ngọc. Tiếp theo đó chính là sự xuất hiện của diễn viên giám khảo quốc tế Trịnh Tú Trung. Và cuối cùng đó chính là siêu mẫu, huấn luyện viên catwalk Lại Thanh Hương. Xin chào ban giám khảo đầy quyền năng và đặc biệt là những kinh nghiệm của họ sẽ chia sẻ trực tiếp ngay trên sân khấu này để truyền thêm năng lượng dành cho tất cả các thí sinh. Và hy vọng tất cả các thí sinh của chúng tôi sẽ đầy tự tin và bản lĩnh vượt qua tiết mục dự thi của mình. Và kính thưa quý vị, đến với những tiết mục dự thi của vòng loại, chúng ta sẽ đến với phần chấm điểm rất hồi hộp và căng thẳng của ban giám khảo dành cho mỗi tiết mục. Ban giám khảo chúng tôi đang sở hữu mỗi người một ngôi sao xanh và một ngôi sao đỏ. Những tài năng có 3 ngôi sao xanh đến từ ban giám khảo sẽ được tấm vé đi thẳng vào bán kết. Những tài năng có 2 ngôi sao xanh đến từ ban giám khảo sẽ tạm thời ngồi tại phòng chờ để chờ kết quả. Những tài năng nhận được từ 2 ngôi sao đỏ trở lên sẽ rời cuộc chơi. Đặc biệt, những tài năng nhận một lúc 3 ngôi sao đỏ sẽ lập tức ngưng phần trình diễn của mình lại và rời cuộc chơi. Sau vòng loại, ban giám khảo chọn ra 15 tài năng xuất sắc nhất để vào bán kết và người đưa ra quyết định chính là ban giám khảo Trịnh Tú Trung. Kính thưa quý vị, đến với Người Hùng của Những Ngôi Sao không chỉ là những tài năng của những búp măng non mà còn là phần thể hiện tài năng của rất nhiều độ tuổi khác nhau. Và bây giờ sẽ là một chàng trai trẻ mang tên là Bùi Văn Cường với một bài hát rất là sôi động được mang tên Khi Phai Hai Mái Đầu. Xin mời ban giám khảo và quý vị khán giả cùng lắng nghe. Hôm nay ta
trong tay là lời muốn nói. Sau tôi luôn chờ che khi phải hai mái đầu chẳng rời xa đâu. Người bên anh qua bao nắng mưa, dần đợt thay đổi nhưng em không đổi thay. Em xin cảm ơn trời, cảm ơn đời, cảm ơn mới được bên nhau. Vì tình yêu luôn không vui vẻ, lúc tan gặp lúc buồn lúc vui, không cần phải đúng thời điểm anh thật đơn bài tâm bắt được rồi. Anh xin cảm ơn em, cảm ơn em những cái sự em đã cho anh. Anh xin cảm ơn em nắm hai đứa em đã bên anh. Dù đời còn nhiều thay đổi, tình anh vẫn không đổi thay và niềm tin là thứ duy nhất để mình chúng ta trong tay. Và cậu có thích muốn nói với em rằng I love you. Nơi em ơi, xin em hãy lắng nghe. Cuộc đời mai sau có anh luôn chờ che khi phải hai mái đầu chẳng rời xa đâu. Người bên anh qua bao nắng mưa, dòng đời thay đổi nhưng anh không đổi thế. Xin cảm ơn trời, cảm ơn đời và cảm ơn Minh Cường đã hoàn thành được phần thi rất là trẻ trung của mình. À, đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi nữa. Thì không biết là đủ chinh phục ban giám khảo chưa? Ừ, Thanh Hương, trai đẹp nè. Thì đúng là em mê trai thật nhưng mà không phải gu. Chắc là gu của cô khác. Kể cả về mặt đẹp trai, về kể cả mặt phần trình diễn, biên đạo, vũ đạo, kể cả về giọng hát thì đều không phải là gu của em. Xét theo cảm nhận của mỗi người nghe nhạc, không biết về chuyên môn âm nhạc như em, thì em nghe cái bài này em thấy kiểu nghe vui thì ok, chứ còn để nhớ một cái gì đấy thì chắc là không có một cái điểm nhớ hay điểm nhấn nào để cho mình phải cảm thấy nhớ về cái bài này và phần trình diễn này nhiều hơn. Cậu khó đó, cậu khó đâm ra cậu ê đó là cái chuyện của cậu. Bây giờ tự dưng kể nãy em nói chung á, tự dưng cái em đang thất tình mà nghe nhạc tình yêu kiểu này. Em thấy nó xảo, em không tin và em cũng không có thấy vui khi mà nghe cái nhạc này. Vậy em đổi ca khúc khác gửi tặng chị được không? Đó, gửi chị. Ca khúc nào cũng được. Quá dữ luôn. Chị đang thất tình nên là chị chỉ có nghe Catena thôi. Catena. Catena. Có Catena. Ai thương em hơn anh? Làm gì có ai thương em như vậy? Vậy. Có em cần ai đến thế? Có ai yêu em và chẳng có ai thương em trong lòng mình. Dạ em không thuộc. Cảm ơn em đã cố gắng. Mà dù sao thì cái phần trình diễn của em chị cũng nghĩ là nó ở mức vừa đủ. Còn để thực sự thuyết phục thì chưa thuyết phục được chị. Cảm ơn giám khảo Thanh Hương. Còn với Tú Trung ạ? Không, thực sự Trung này khác Hương. Trung nghe bài hát này Trung cảm thấy nhớ rất là nhiều câu. Khi phải hai mái đầu chẳng rời xa đâu. Đó, nói chung là có những cái giai điệu rất là dễ nhớ. Cảm ơn quá trời. Đúng rồi, cảm ơn đời, cảm ơn trời, cảm ơn đời và cảm ơn em. Đó, nói chung mình nghe mình có nhớ. Thì đây là bài hát do ai sáng tác? Dạ, anh nhạc sĩ La Chí Thành. Là sáng tác cho em hay là hát lại một ca khúc của người khác? Sáng tác cho em. Thì đó, thì bây giờ mình cảm thấy được là cái thế hệ mới bây giờ, tất cả các bạn ca sĩ á, có một bài hát dành cho riêng của mình, có thể là nó sẽ còn hơi kén người nghe, có thể là nó còn lâu mới tiếp cận được với mọi người, nhưng nó là một sản phẩm riêng của mình. Trung rất là ủng hộ, vì thật sự thì bản thân em không thích những ca sĩ mà hay đi cover của người khác, vì đó là một sản phẩm đã được thành công từ trước, mình hát lại, tức là mình vay mượn cái sự nổi tiếng và vay mượn cái sự thành công đó. Đúng. Chứ nó không phải là của riêng mình, nên rất là hoan nghênh những bạn trẻ và có những sản phẩm mạnh dạn, có những sản phẩm âm nhạc cho riêng mình như vậy. Thì ra là bài mới hả? Nên thật ra là khi nghe cái tên chắc chắn người ta sẽ nhớ Khi Phai Hai Mái Đầu. Thì nếu như nghe loáng thoáng qua thì nó sẽ giống một ca khúc nhạc xưa. Nhưng mà khi nghe vào thì là giai điệu nó làm rất là trẻ trung, nhưng cái hình ảnh của nó thì rất là đẹp. Hai người yêu nhau cho tới khi mà hai cái màu tóc nó không còn là như lúc đầu nữa thì vẫn còn ở bên cạnh nhau, thì nó rất là quý giá. Nên thật sự là rất là ủng hộ cái sự mạo hiểm của em. Và nói chung là để là một ca sĩ trẻ nè, đúng không? Số hổng nhiều, ca sĩ hổng cao,
mà dám đầu tư một sản phẩm âm nhạc cho riêng mình thì đã là đáng hoan nghênh rồi. Còn sau này có thành công hay không thì đó là một câu chuyện về sau rất là dài. Có những bài hát thậm chí là 5 năm sau, 3 năm sau nó mới nổi tiếng chẳng hạn. Thì mình phải có một niềm tin cho sản phẩm của mình. Nhưng dù gì đi nữa thì mình cũng đã dám bước đi những bước đi đầu tiên thì đã là rất là đáng khích lệ rồi. Cảm ơn ạ. Đã vậy mà vừa hát vừa nhảy vừa rap. Đúng rồi. Lâm luôn. Đúng không chị Ngọc? Đúng rồi, tại vì bạn đang muốn tìm kiếm cái con đường tương lai của bạn cho nên là bạn đã đến tham dự cái chương trình này của mình. Nói chung mới là mình cũng không biết trước được điều gì đâu. Tương lai mà làm sao ai nói trước được. Nhiều khi mình ngồi đây mình góp ý cho bạn nhưng mà vài năm nữa bạn góp ý ngược lại cho mình. Đó, bác là đúng bạn rồi. Lại là người nổi tiếng mà mình nhiều khi muốn gặp bạn cũng không được thì sao? Cho nên là đó là một cái điều về tương lai. Nhưng mà thực sự thì chị thấy là cái tiết mục của em á, thì bài thì hay này, em hát cũng hay. Nhưng mà với chị á, thì những cái diễn tả của em á, nên tiết chế lại một chút. Em nhảy quá nhảy, mà trong khi cái nhạc của em hiểu như bài về dance em nhảy nhiều thì ok. Còn đây là một bài nó không đến nỗi mà để mà em phải giống như đang đây mà em nhảy một cái em quay một vòng mà em qua anh kia. Nghĩa là em tiết chế em lại đang một cố gắng. Tiết chế có nghĩa là gọi là sao em bị mình tận dụng chứ đừng lạm dụng ha. Đang thể cố gắng thể hiện ra để thuyết không, phục không phải bạn gọi là gì dư quá năng lượng ở trên sân khấu cho nên là mình phải tiết chế. Ví dụ như em dư năng lượng quá, bây giờ em chọn một bài nhạc dance cho chị hát nhảy tưng bừng lên. Còn ví dụ như bài này em chỉ cần diễn vừa vừa phải phải thôi là nó đã là hoàn hảo rồi. Lỡ mình có được cơ hội vào vòng bán kết thì mình còn có những chiêu bài khác để mình gây ấn tượng mạnh hơn với bài. Nếu như vào vòng bán kết em sẽ làm gì? Dạ em sẽ thi những ca khúc lãng mạn hơn. Chị thấy em lại hợp với phong cách dance hơn là phong cách lãng mạn nha. Trẻ trung sôi động lên. Chị thích em là ví dụ như mà bốc lửa nữa. Bốc lửa nhảy một bài thật là sung lên. Bài vừa rồi thì cũng rất là hay. Lúc đầu tiên mà em đến đây thì em có tập ở nhà những ca khúc mà của những anh nổi tiếng rất là hợp với mình. Nhưng mà sau khi thăm dò chương trình thì chương trình nói là hát nhạc độc quyền của mình, không được hát nhạc của ấy, cho nên em mới yêu cầu anh La Chí Thành sáng tác cho em trong vòng 2 ngày. Khi phải mới đầu em cũng chưa dựng bài nhưng mà em đến đây em chỉ là đem phục vụ cho quý vị ở đây thưởng thức thử cái bài của em nó như thế nào, sẵn ban giám khảo chấm điểm giùm em luôn không cảm thấy được thì đúng có nghĩa là đây là một lựa chọn chính xác đó chứ không phải là ví dụ như bây giờ em mà lên hát một bài của ca sĩ khác thì nó lại mờ nhạt lắm, nó không là gì hết. Nhưng mà em phải nhớ rằng là ca sĩ em muốn thành công thì em phải có sản phẩm cái sản phẩm riêng của mình, để khi mà người ta nhắc tới là cái bài đó là của cái ca sĩ đó, chứ đừng để cho người ta nói cái bài đó là một của một ca sĩ khác. Cảm ơn sự đầu tư rất là nghiêm túc của Cường. Wow, tuyệt vời quá. Mà chi phí sở hữu một bài hát độc quyền đâu rẻ đâu quý vị. Đâm ra là tạo điều kiện cho anh ấy vô phòng bán kết đi. Để anh ấy có cơ hội gửi vô. Chưa vô vòng bán kết thêm bài nữa cũng nặng lắm. Nhưng mà nãy bạn ấy bảo là bạn ấy đã tập một số bài và bạn bảo là bạn hợp với bạn thì cái bài hợp với bạn là bài gì? Dạ em tính thì bài Chưa Bao Giờ á chị. Của Trung Quân ngay rồi. Trung Quân à. Cái bài thất phong tình cách cho của bạn này là nhẹ nhàng, là nhẹ nhàng, lớp son. Cẩn thận nha, còn bán kết chắc gì giám khảo còn thất tình, lúc đó cổ có tình yêu mới thì sao? Xin mời màu sắc của các ngôi sao. Nào, chi phí độc quyền mắc lắm người sao ơi. Sao nhỉ? Khó nhỉ? Như vừa nãy em nói rồi, kiểu dạng như là bạn này mọi thứ đều ổn ấy, chỉ có điều là đang thiếu thôi. Thiếu chẳng qua là bạn đang thất tình đó Hương à. Thì đúng, chắc là do lỗi tại em, không phải lỗi tại bạn. Hát thì có vẻ là đúng người nhưng mà nó sai thời điểm. Đúng rồi. Như là cô ấy đang vui hơn thì sẽ cảm nhận cái tình yêu đó ngọt hơn. Nếu em tới đây sớm hơn 2 tháng thì câu chuyện đã khác. Cô thanh tái cảm ơn, người gật đầu lia lịa mà. Ta cảm ơn trước rồi thấy chưa? Cảm ơn anh nha. Có đỡ quá trời. Thôi chị cho cảm ơn chị. Bộ màu sao đầu tiên đến từ giám khảo Thu Ngọc. Lỗi của em. Cảm ơn chị. Màu xanh thứ hai đến từ Thanh Hương. Cảm ơn Hương. Anh rất thích em. Dạ. Nhưng anh vẫn muốn em cố gắng. Dạ. Em sẽ cố gắng. Bài hát này là một bài hát rất hay. Vòng sau không ai cấm em hát lại bài hát này nữa. Em có quyền hát lại ca khúc này bằng một cách hoàn toàn hay hơn và hấp dẫn hơn thì nó vẫn được chấp nhận. Em biết không, ở một sân khấu như thế này nó là quý giá. Người ta đầu tư bao nhiêu thứ để cho mình có một cái chỗ để debate. Nên mình phải trân trọng từng cơ hội trên sân khấu. Và một là vào vòng chờ, hai là một tấm vé.
tiến thẳng vào bản kết. Còn chần chừ gì nữa, tối nay Ý đá thì chắc chắn là màu xanh rồi. Thật sự thì em rất thương những người mà họ chịu đầu tư như vậy. Đúng rồi. Và đó là một bước đi rất là mạo hiểm. Anh ủng hộ. Vâng, như vậy là Văn Cường đã có 3 màu xanh, là tấm vé tiến thẳng vào bán kết không cần phải chờ đợi gì nữa. Dạ, em cảm ơn ạ. Và bên cạnh đó bạn còn có cơ hội để sở hữu được giải thưởng, đó chính là thí sinh ấn tượng nhất với rất nhiều lượt bình chọn, tương tác, thả tim và chia sẻ đến từ quý vị khán giả qua fanpage và kênh YouTube của chương trình. Chúc bạn may mắn với 3 triệu đồng nhé. Em cảm ơn ạ. Kính thưa quý vị, và bây giờ sẽ là phần dự thi của thí sinh 8 tuổi Võ Minh Hằng với bài hát được mang tên Biển Hát Lời Mẹ Âu Cơ. Thank you.
thành được phần thi của mình. Một bài hát rất là hay, và đặc biệt là phần đầu tư về vũ đạo cũng như là trang phục con rất ấn tượng. Và bây giờ sẽ là tình cảm của ban giám khảo. Mời cô Ngọc. Minh Hằng rất là chỉnh chu cho cái bài hát này, từ trang phục với lại vũ đoàn nè, rồi xong rồi có tập nhảy theo nữa nè, rồi bài hát này nó rất là phù hợp với giọng của con. Tuy nhiên là có một vài chỗ nó vẫn còn hơi bị chênh chênh một chút xíu. Con nghĩ là do con có rung không? Dạ con có một chút xíu ạ. Cho nên là con hát hơi bị chênh một chút xíu, nhưng mà con nghĩ là đó là do con hơi run sợ thôi, chứ còn không có vấn đề gì. Tiết mục của con rất là dễ thương. Dạ con cảm ơn cô ạ. Sao chứ ngoài biển, sóng biển đánh dạo dạo mình hơi bị chênh 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 tí. Chênh chênh tí. Nhưng mà nếu mà bà bán kết, chú ý lời của cô Ngọc góp ý nha. Dạ. Vững tin lên. Và bây giờ xin mời cô Hương. Cái phần trình diễn của Minh Hằng nó đem lại cảm giác rất là dễ chịu. Nó cảm giác giống như mình đang đi biển thế. Nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, nó có cái sự tươi mát. Đúng theo cái lứa tuổi, và thực ra thì hình như là có lẽ là do cái bài này nó hợp giọng. Nó hợp và giọng. Nó làm cho bé nó rất là sáng. Thì có nghĩa là đây là một cái phần trình diễn khá là dễ chịu, dễ thương của con trong tối ngày hôm nay. Cảm ơn cô. Con có yêu những chú lính hải quân không? Có. Hèn chi bái chọn bài này. Xin mời chú Trung. Thật sự thì rất khó khi mà cứ phải nhận xét những em bé như thế này. Tại vì để khen tụi con á, thì là thừa. Mà nếu như không góp ý thì tụi con sẽ không rút được nhiều kinh nghiệm cho mình. Tại vì thật ra các con cần nghe những lời nói thật lòng nhiều hơn. Thì nếu như bản thân chú để cho cái ca khúc này nó là một cái gì đó thật sự xuất sắc thì nó không có lắm xuất sắc. Nó là một tiết mục xem được. Chứ còn nếu mà nó là đặc sắc thì nó không có cái phần đặc sắc ở trong đó. Đúng rồi. Thì nó hơi khó, khó cho con và khó cho cả người xem nữa. Vì đây là nó lại là một cuộc thi, chứ nếu mà nó chỉ là một phần trình diễn thì nó không có gì để bàn cãi hết trơn á. Giống như là tất cả những bạn thiếu nhi á, thầy cô khi dạy tụi con thì chú không có biết được là thầy cô dạy theo phương pháp nào. Nhưng để các trẻ em đều bị một cái tình trạng chung, đó là khi hát bị trên phố rất là nhiều và các cái chữ con xuống đều không có tới trơn á. Giống như cái chữ mà đã cất lên từ ngàn năm xưa, con hát là đã cất lên từ ngàn năm xưa không à. Mà nó là những cái chữ rất là đơn giản và nó là những cái chữ nhấn ở trong cái câu hát đó. Vì khi mình hát một câu hát á, mình phải biết được đâu là điểm nhấn của cái câu đó. Tiếng hát cất lên từ đâu? Tại vì bài hát này để khẳng định điều gì? Khẳng định là Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Điều này đã được chứng minh từ lúc mẹ Âu Cơ. Nó từ ngàn năm xưa đã như thế rồi. Thì cái câu đó là cái câu hào hùng nhất để khẳng định cho tất cả mọi người xung quanh biết được là à, đây, chủ quyền của chúng tôi ở đây, từ lúc này đây, từ thời điểm này đây. Thì cái chữ tư đó của con hát chữ tư hết trơn luôn. Dạ, tại vì nếu như mà hát chữ rõ chữ từ thì nó sẽ bị sai ạ. Không có đâu con, tại vì thật ra là khi mà nhạc sĩ sáng tác người ta đã tính sẵn hết rồi. Nó phải đúng, tại vì khi con hát vậy là từ ngàn năm xưa, nghĩa là cái gì nó là vô nghĩa. Đã kết lên từ ngàn năm xưa, nó mới đúng. Nó vẫn hát ra chữ từ mà. Còn cái gì khúc cuối, con là người con phá giai điệu để con lên cái câu ao thì nó khác. Còn đây các lần của con hát đều là cái chữ từ, nó đều là như vậy cả. Thì mình phải chú ý cái cao độ đó, tại vì nếu không nó sẽ hình thành một cái thói quen. Còn thêm tất cả những ca sĩ thiếu nhi, rất ít ai có thể trở thành ca sĩ người lớn được lắm. Tại vì cứ quen hát theo kiểu thiếu nhi á, xong rồi lớn lên nó cứ như một đứa con nít hát vậy đó. Ta trình độ 50 năm nó khác. Cô là trình độ thượng thặng rồi, cô mất 50 năm để luyện thành tinh. Còn bây giờ những em nhỏ thật sự là nó còn tùy nữa, còn tùy là con đường con sau này có theo đuổi con đường hay không. Hoặc là con nói à con chỉ hát cho vui thôi, con chỉ hát vì con thích. Thì nó khác cái chuyện là sau này con muốn trở thành một ca sĩ thì mình phải xem lại cái cách học tập của mình. Thật ra bây giờ bắt tụi con tự tìm đường thì không đúng. Phải là cha mẹ và thầy cô chỉ cho mình những điểm đó để mình thấy được mình sai ở đâu, để mình sửa và mình chuyên nghiệp hơn trong cái công việc mà mình yêu thích thì mình mới có thể phát triển được nha. Còn nếu mà giải trí thì ok, con đã có một tiết mục giải trí rất là phù hợp. Dạ, con cảm ơn chú. Cảm ơn bà giám khảo. Nào, chúng ta chấm điểm cho bạn Minh Hằng nào. Con tự tin lên, con mới có 9 tuổi à. Chú tin nếu như con kiên trì đến năm 19 tuổi đi ha, những lời góp ý của giám khảo con đều được khắc phục hết ha. Bây giờ sẽ là màu xanh đến từ giám khảo Thu Ngọc. Anh em đã nói là em dễ chịu rồi thì tất nhiên là không thể đưa sao đỏ được. Cảm ơn màu xanh đến từ ngôi sao của cô Thanh Hương. Và giám khảo Thu Trung là tiếp tục cố gắng nha. Dạ. Màu đỏ. Như vậy là con vẫn còn cơ hội bước vào vòng bán kết, cố gắng nhé. Con đang ở phạm vi của khu vực vòng chờ và chắc chắn là những lượt bình chọn cũng như là sự cân nhắc của ban giám khảo sẽ giúp cho con bước vào vòng bán kết. Chúc mừng con. Dạ, con cảm ơn chú ạ.
Và bây giờ sẽ là một tiết mục kết hợp giữa hai thể loại khác nhau, đó chính là rap và tấu hài. Wow, thật lạ, không biết là sẽ duyên dáng hài hước ra sao đây. Xin mời quý vị cùng chào đón thí sinh Đinh Đức Hoàng. Vâng, lời nói đầu tiên xin được chúc sức khỏe, lời chào trân trọng đến tất cả mọi người ở đây và tất cả anh quay phim và tất cả mọi người ở đây. Em xin tự giới thiệu về gia đình mà dù không ai yêu cầu, em xin tự giới thiệu về gia đình em. Em tên Đinh Đức Hoàng, em sinh ra và lớn lên ở miền Nam nhưng mà thật sự là em sinh ra ở vùng đất Bắc Ninh mọi người ạ. Là gia đình em cũng như gia đình khác, gia đình có 4 người. Có má em là một người bình thường, rất thích đi buôn đi lê nhưng mà toàn bị chê thôi. Nhưng mà lúc nào cũng rất vui cười. Đến được em là một người khá là đam mê nghệ thuật và thích lên truyền hình và rất lên trên tivi. Má ơi, con lên tivi rồi. Và hôm nay không dài dòng nữa để quay lại vấn đề. Hôm nay em xin dự giới thiệu với mọi người đó là hôm nay em là MC của chương trình Người Hùng của Những Ngôi Sao. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm những tài năng gì và những cuộc thi dành cho những người có tài năng và có khả năng đứng trên sân khấu và bản lĩnh thể hiện bản thân mình, múa lửa, múa cột, tất cả loại múa cái gì cũng được. Ok, và thí sinh đầu tiên xin được phép bắt đầu. Cho một tràng vỗ tay mọi người. Em gái ơi, quay lại đây. Này sao vậy anh? Em lướt quá nhẹ nhàng vậy. Em đi thi. Em đi thi hả? Em đi thi thì em vào đây em phải chào khán giả này chứ, tự nhiên chạy này à. Ủa, vậy là ở đây là khán giả đấy hả? Ừ, khán giả đấy chứ, quá trời còn gì. Em không thấy à? Không. Hay là mắt thì... em có vấn đề? Em không thấy thiệt. Thấy thiệt hả? Rồi. Em muốn thi chương trình tiết mục gì? Chẳng hạn như hát này, ca sẩm này, múa chèo này, đủ kiểu hết. Đọc làm thơ hay là em tiết phúc. Trời ơi anh ơi, mấy cái đó dễ ẹt. Dễ ẹt hả? Thử một tiết mục đầu tiên. Một người, mọi người cho một chạp pháo tay nào. Xin chào tất cả mọi người. Ủa em thi chưa? Anh chưa giới thiệu em mà, sao em thi? Quên. Mày em tin gì vậy? Em tin Ngân. Xin chào mọi người, xin giới thiệu đây là Nguyễn Thị Ngân. Ok Ngân. Ok, và xin mời tiết mục đầu tiên của Ngân xin được phép bắt đầu. Ủa em thi chưa? Anh chưa nói em thi gì mà. Anh nói là em thi em phải thể hiện bản thân mình. Đây này, bây giờ anh gợi ý nhá. Làm thơ. Làm thơ con cóc. Rồi. Anh biểu diễn nhá. Em ơi bước qua đèo ngang, anh đây chỉ biết ngang vai ngang tình. Đôi mắt em bất thình lình đi theo thằng đấy, anh về nhà khóc một mình thế thôi. Thơ gì mà nghe nó không có. Thế bây giờ rap đi, em rap đi. Ok, này okay. Là cái nghề của em nè. Vô nè. Vô. 1 2. Cái này xu hướng nha. 3 2 1, let's go. Ê, yo. Yeah. Hey. Oh, yo. Em ơi, điệp khúc mới cái phần mở bài của mình đâu? Lời đâu? Khoan, từ từ, anh từ từ, em đang vô mà. Ok. Rồi, 3 2 1 lại. Ê, yo. Yo. What's up, bro? Yo. Mình vô trong luôn. Wow. Như vậy là ba ngôi sao đỏ đã xuất hiện thì đúng với luật của chương trình thì phần thi của chúng ta sẽ bắt buộc tạm dừng. Bọn em quá từ từ luôn á. Rõ ràng là chị Thu Ngọc cũng đang rất cố gắng chị kiên trì chờ đợi. Thật sự luôn là chị thấy hai người này đã vô rồi, chị đang muốn xem cái phần rap của em như thế nào. Em chưa được rap. Không kịp rap luôn, giao đãi lâu quá. Tại vì tại vì thứ nhất là nó quá dài dòng, cái phần đầu mình không cần thiết. Cái thứ hai là ví dụ như cái sự dài dòng của tụi em nó ấn tượng, nó đem lại tiếng cười thật sự thì nó có thể làm cho mọi người nán lại được. Đây là vẫn chưa gây được tiếng cười mà tụi em vẫn chưa vô được trọng tâm thì nó sẽ làm cho người xem họ bị mất kiên nhẫn. Giống như nếu như mà em cứ tưởng tượng em ngồi coi TV mà nếu như mà thấy không hay là em đã bấm next đi rồi, đúng không? Dạ,
Cho nên là chị nghĩ là em phải rút kinh nghiệm ở cái chuyện này, nó quá dài dòng á. Chị là người kiên nhẫn nhất trong ba người rồi mà chị vẫn chưa thể kiên nhẫn được thêm. Chị đang chờ là hay vô lần đầu là chị đã chờ rồi. Chị nghĩ là tụi em sẽ vào mà tới cuối cùng em kêu em từ từ cái thôi là chị cũng không kiên nhẫn nổi với em nữa rồi. Dạ, thế thì em muốn tặng cho mọi người bài bonus là tự em viết tay ạ. Ok. Tự em viết ạ. Ok. Ê. You my enemy day fun. Nhìn em muốn ăn em luôn. Nhìn em anh không muốn buồn. You my enemy day fun. Nhìn em muốn ăn em luôn. Nhìn em anh không muốn buồn. You my enemy day fun. You my enemy day fun. Nhìn em qua khe hở, ê. Nhìn em anh chết dở, ê. Nhìn em anh muốn thở, ê. Nhìn em anh muốn đỡ, ê. Em ơi muốn đêm nay chỉ còn tắt nhạc đi giúp em đi ạ. Bạn biết lý do vì sao mà lập tức giám khảo Ngôi Sao Đỏ phải dừng liền luôn không? Em hát băng chạy sẵn đúng không? Dạ, em hát playback. Ờ hả? Dạ. Không, thực ra mà nếu như cái này á mà em chỉ hát rap thôi, em đừng diễn hài. Em hát thật, em đọc rap thật thì chị nghĩ là sẽ dễ chịu hơn. Tại vì bây giờ tụi chị đã dừng cái tiết mục của em rồi, bây giờ em lại playback cho chị một cái bài hát như vậy thì nó vô nghĩa. Tại vì em muốn là cho khán giả mọi người coi, tại vì đây là một khía cạnh khác của em. Không, thực ra tại sao em không nghe từ đầu, em không chọn luôn là em hát rap thôi. Và em hát thì bằng cái bài hát này, chị thấy là nó cũng rất là dễ thương mà. Cùng giờ khán giả nhìn em bằng góc nhìn khác nữa. Đúng rồi, em lại chọn như vậy. Chị muốn nghe thử em nói thử xem là mới đầu em đang dự tính cái gì. Tại vì em cái duyên đến với diễn viên hài là, chứ em cũng không biết tại sao em đến với diễn hài. Tại vì hồi xưa em rất thích làm nhạc. Ừ. Tự nhiên là diễn viên hài là đến với em. Và em nghĩ là cái thế mạnh của mình. Chị nghĩ là nên bỏ nha. Trời, sao chị thẳng thừng vậy chị? Tại vì thực ra cái bài hát rất là dễ thương mà. Em đợi mãi mới đến lúc mà chị ngọc thầm thầm như thế. Không, thiệt sự luôn. Có nghĩa là chị thấy là về hài á, thì thực sự là nãy em không hề gây một ấn tượng gì với chị luôn, chị nói thiệt luôn á. Nhưng mà cái bài hát á, nếu như mà nãy em đừng playback, em hát thiệt, thì có nghĩa là chị có thể là chị thiện cảm, có cảm tình với em nhiều hơn. Còn nếu mà em nói là hài mà có duyên với em thì chị nghĩ là chưa đủ duyên lắm đâu. Tại vì trước đây em có tham gia một cái game show của Người Bí Ẩn á. Uh-huh. Em có gây ấn tượng với anh Trấn Thành và anh Trường Giang. Em nghĩ đó là chắc là cái duyên với mình, thế nên em cứ đi theo, chứ em không có nghĩ là mình lại đi làm lại nhạc. Tại vì em thực sự là làm nhạc thì vẫn là làm nhạc, còn nó chỉ là một cái đam mê thôi. Còn cái nghề em hiện tại em đang theo, em vẫn có sống được tại hài. Ồ, là em đi diễn hài rồi hả? Dạ rồi. Hay tại sao ngày hôm nay lên sân khấu chị lại thấy em không đủ duyên dáng lắm á? Hay là tại do chị nhờ? Không phải, người ta nói thường là mặc áo quá rộng, còn bữa nay bạn mặc quần quá chật. Đâm ra nó bó hẹp lại tất cả những cơ hội tại của mình, đúng không? Thực sự là chị tiếc lắm á, tại vì chị nghe cái bài của em cũng rất là dễ thương mà đúng tự nhiên bị mất đi cái cơ hội này, chị thực sự là chị thấy tiếc dùm cho em á. Tại vì em chưa tự tin về khả năng làm nhạc của mình. Nói chung là vấn đề là hài vẫn là cái gì đó là em thì không biết thì... Em tự tin hơn khi em diễn hài. Dạ. Yeah. Chị nghĩ là em cần phải có một cái ý tưởng hay là một cái kịch bản nào đó nó chỉnh chu hơn. Dạ, yeah, thì em nghĩ là nghệ thuật á, nó có nhiều khía cạnh. Có thể là khán giả cũng như món ăn á, thì sẽ có người này thâm thích nhưng sẽ có người khác thích. Nên em cũng không có vấn đề gì hết. Nói chung là tại vì em là người gốc Bắc nên thật ra em rất muốn mang cái hương hướng của Bắc vào đây. Chứ em không muốn là em bị đánh đồng rất là nhiều. Mặc dù nhiều người bảo em giống anh Mạc Văn Khoa, nhưng em không thợ điều đó. Em cảm thấy khi em là con người Bắc á, em chân thật hơn và em luôn thỏa bản thân mình hơn. Còn khi mà rap á, em rất là cực xúc. Không, về tại vì thực sự ra thì nếu như mà nói là một cái món ăn mà có người thích người không thích thì chị thấy rằng là cái món ăn này của em ngày hôm nay là cả ba vị giám khảo đều không thích. Chị là người kiên nhẫn nhất nhưng mà cuối cùng là chị cũng bị mất kiên nhẫn luôn. Dạ rồi, chắc có lẽ vì em quá nhây. Tại vì
em nghĩ hài là ngay. Nhưng mà tại nó vì... cần phải có kịch bản tốt nữa em à. Dạ, tại vì em từng đi diễn là diễn những cái độc tấu và tấu hài, và nhiều khi em diễn một độc thoại một mình cơ. Là em đứng ở trên sân khấu nhưng mà em luôn khiến mọi người cười, khán giả cười, em không biết tại sao mọi người lại không cười thì em không biết ạ. Em gãi đúng chỗ ngứa và chị sẽ bắt đầu chị gãi ngứa xong rồi chị sẽ nói cho em. Em mới nói rằng là em là người Bắc, em đang diễn hài Bắc và em đang thể hiện con người Bắc. Và em nói rằng hài Bắc là nhây, chị xin lỗi em, hài Bắc là văn vẻ, văn vở. Văn của em không đủ. Tất cả cái phần trình diễn của em, ngay cái phần giới thiệu của em thôi là không đủ văn rồi. Cái cách trình diễn của em có thể là giống anh, giống nãy chị hỏi anh Trung là giống anh Hiệp Gà, giống anh Mạc Văn Khoa. Ok, giống như em nói, cái kiểu cách như vậy. Nhưng mà riêng hai cái người mà chị vừa mới nhắc tên, cái văn của người ta rất nhiều, cái vần người ta đi rất là nhiều. Thì em lại không có cái đó. Và em cái cách em dùng từ ngữ không đẹp, cái cách em nhấn nhá không có, nó làm cho cái phần trình diễn của em nó rất là kém duyên. Thế nên là chị mới không có thể chờ được để đến cái phần mà em rap. Thêm nữa là bạn diễn của em á, em đưa một cái bạn diễn của em ra, nhưng mà em và bạn diễn của em lại không có chung một cái tông. Và em đưa miếng ra nhưng mà bạn em đón miếng không có tới, bạn em quăng miếng ra nhưng cũng không có trúng cái vị trí của em. Hai người nó lệch tông nhau hoàn toàn và nó làm cho cái phần tiết mục nó rất là buồn cười. Nó buồn cười ở đây không phải vì hài mà nó buồn cười vì cái tiết mục của em nó rất là thiếu duyên. À, em cũng đây là chia sẻ thật là em nghĩ là thường em đi một mình sẽ là duyên hơn là khi mà, tại vì em có một cái tần số nó cao nên đem ra là nhiều người theo em á, em diễn, em đã diễn rất là nhiều và gần như ai cũng phản ánh là em diễn chung với mọi người không được, tại vì em diễn theo mọi người á, mọi người diễn không theo em được. Nếu mà bây giờ em nói nãy giờ chị nghe thì em giống như cái bạn mới thi trước đấy, có nghĩa là dùng rất nhiều tại vì, và chị rất ghét nghe cái từ tại vì. Thì nãy giờ chị nói em nhá, có nghĩa là em nói là em không có diễn hợp đôi, hợp nhóm, em hợp diễn một mình, em hợp diễn độc tấu. Thì chị mới nhận xét xong là cái phần độc diễn của em ngay khúc đầu là nó đã bị sai rồi. Giống như chị Ngọc nói, nó không có kịch bản. Mà vốn dĩ hài là cái cần phải kịch bản trau chuốt nhất thì em lại không có. Thì cái đó là cái vấn đề của em. Khi mà em nói là cái phần mà em tự tin nhất và em nghĩ là em có duyên nhất là phần hài. Cái phần mà em cảm thấy là không tự tin nhất là phần nhạc. Thì cái chị lại thấy cái phần beat nhạc nó lại là cái mà chị khiến cho chị cảm thấy muốn nghe nhất trong số nguyên cái phần trình diễn nãy giờ em thể hiện ở đây. Lúc mà chị Ngọc chị nói là ok cho đồng ý cho em rap, chị nghĩ rằng là em sẽ phải thể hiện một cái gì đấy nó khác hơn, cuối cùng là em hát nhép, nó rất là thiếu tôn trọng. Dạ không phải là tại vì em không phải là em hát nhép mà em vẫn lay back, nhưng mà tại vì một phần là em không tự tin vào cái giọng khi em live. Thế thì em không nên thể hiện khi mà em không có tự tin. Tại vì giọng em live khi mà live nó rất là bị phô, em không lên được những nốt như thế. Nên là em sẽ dùng đến hỗ trợ. Em thấy là rất là nhiều người dùng cái đấy á. Còn em rất tôn trọng cái vấn đề chị bảo là người Bắc dùng phơ văn vẽ. Em là một người rất thích coi hài Bắc Gặp Nhau Cuối Tuần, nên đâm ra là văn vở em nghe rất là nhiều. Nhưng mà có lẽ là vì một phần là em nghĩ là do em không chuẩn bị kỹ về vấn đề này, nên đâm ra là có thể là do kịch bản. Tại vì em không trau chuốt về vấn đề này, em xin lỗi mọi người thật sự. Em vẫn nghĩ là em diễn hài được, tại vì em đi vai toàn vai hài thôi ạ. Em không bao giờ đi phải vai chính kịch hay là gì cả. Thật ra thì anh nghe mọi người nói cho em nhiều thứ như vậy rồi thì chắc chắn là em đang bị rất là áp lực. Anh hiểu cái áp lực của những người trẻ đam mê nghề như thế nào, nhưng mà anh cũng nói rồi, đối với nghệ thuật á, đam mê không là không đủ. Chúng ta phải thật sự tìm tòi và xem nó là một cái nghiệp. Không có đương không, em tưởng tượng có một người công nhân, người ta học bao nhiêu năm tháng đi ra ráp một cái máy xe chỉ được có vài triệu đồng một lương tháng. Trong khi em lên sân khấu đứng nói sàm, nói ba láp ba sàm mà kiếm được vài chục triệu. Thì gì nó cũng phải có cái giá của nó. Để có được cái mức lương trên cái mức lương của tất cả những người khác thì mình phải có một sự cống hiến, một cái sự trau dồi, một cái sự học tập trên người khác gấp trăm lần. Chứ không đơn giản, xã hội này vốn dĩ rất là công bằng. Nên đừng nói là làm nghệ sĩ rất dễ. Anh đã phá cái chuyện là mọi người nghĩ là làm nghệ sĩ quá dễ, đi kiếm tiền quá dễ. Nên ai cũng đâm đầu và nghĩ được là à thôi mình đi làm nghệ sĩ đi. Nó không như mọi người nghĩ. Anh không biết em đã từng tham gia chương trình gì, ai đó đã từng khen em là người rất có duyên. Thì sau này em sẽ tự nghiệm lại là họ đang nói thật với em
hay là họ đang nói những lời ba hoa cho em vui. Chứ còn riêng bản thân anh ở đây, khi em xem em diễn á, anh là một người tay ngang vào nghề, tất cả mọi người đều biết chuyện đó. Nhưng kể cả cái ngày đầu tiên em bước chân lên sân khấu, bằng tất cả những sự ngây ngô của anh, bằng cái sự ngờ ngợt của anh á, cũng không bằng cái sự ngờ ngợt của em ngày hôm nay. Mà em nói em đã đi diễn rất nhiều rồi, em kiếm ra tiền bằng cái nghề này rồi, thì thật sự em đang không tôn trọng khán giả đó. Là em thật sự là em xin lỗi. Và còn cái vấn đề là làm nghệ sĩ thật sự không bao giờ dễ. Em viết bài nhạc này thật sự là phải thức cả hàng đêm để em có thể ngồi nghĩ ra cái vấn đề này. Hôm nay có thể là vì quá nhiều cái thứ ở ngoài, em gấp quá, em không có viết kịch bản. Đây là lỗi của em. Em xin lỗi mọi người, xin lỗi tất cả khán giả. Có tình yêu, có đam mê là đúng, nhưng mình phải trau chuốt vì nó là từng cơ hội. Như lần trước em xuất hiện, em đã được người này người kia khen. Lần này em sẽ xuất hiện, tại sao lại để cho người khác nhìn vào những cái điểm yếu đó của mình? Đúng rồi. Mà mình không chuẩn bị để mình che được những cái điểm yếu đó. Ai cũng có điểm yếu, điểm mạnh cả, bản thân anh cũng vậy. Nhưng quan trọng là mình làm sao khi mình đứng trước mọi người thì mình đem những cái ưu tú nhất, những cái hay ho nhất của mình để mình giới thiệu tới mọi người. Tại sao mình lại đem hết cái điểm mình trưng ra? Nhìn em diễn á, người ta có cảm giác như là đang xem một cái tiết mục ở trường đại học vậy đó. Tự nhiên cảm thấy nhớ cái thời đi học dễ sợ. Nó giống như là những cái ngày đốt lửa trại, bạn bè lên nói chuyện vui vẻ với nhau á. Còn nếu như mà em nghĩ là những cái này có thể ra ngoài lấy được tiền của khán giả á, thì khán giả họ sẽ buồn đó. Và bản thân anh ngồi đây anh cũng buồn luôn. Đây anh chỉ là đưa những cái lời góp ý với em thôi. Nếu như em muốn là mình thực sự là thành công và đạt được những cái ước mơ của em thì em phải suy nghĩ chín chắn hơn và trau chuốt hơn nữa. Anh sẵn sàng ngồi đây chờ em trở lại, sẵn sàng chờ một ngày nào đó em comment vào Facebook của anh là: anh ơi, bây giờ em nổi tiếng hơn anh rồi, em thành công hơn anh rồi, em giàu có hơn anh rồi, anh có nhớ ngày xưa anh đã từng nói gì với em hay không? Anh rất chờ đợi. Anh mong tất cả những cái lời nói của mọi người ngày hôm nay, có thể đó là đau đớn, có thể là những cái thứ gì đó rất là đả kích đối với em, nhưng nó sẽ được biến trở lại thành động lực. Chứ đừng đem những cái lời này để khiến mình trở thành một cái tâm trạng trì trệ, rồi mình cảm giác là mình không phù hợp. Những gì người ta nói với mình phải đi chứng minh ngược lại thì mình mới là người tài giỏi. Dạ, em khi bước đầu vô nghề là em bị rất nhiều người chê trách. Em luôn bị áp lực ở vấn đề ngoại hình. Không ai xấu bằng anh hết á, nên đừng bao giờ bị áp lực ngoại hình. Trên cuộc đời này không ai xấu bằng anh cả. Và ngày hôm nay anh vẫn ngồi ở đây, anh vẫn có cơ hội để được chia sẻ, lan tỏa cái năng lượng của mình với tất cả những người khác, những người trẻ như em đây, những người luôn luôn tự ti về mặt ngoại hình. Đừng đem ngoại hình ra nói chuyện, vì đó là cái thứ quý giá nhất cha mẹ đã cho mình. Em về em nói em xấu quá, người buồn không phải em đâu, ba mẹ sẽ rất buồn. Nên chúng ta không bao giờ được nghĩ rằng mình xấu xí, mình bị thiệt thòi về ngoại hình. Mỗi người mỗi kiểu, mỗi người mỗi hình hài, không ai giống ai cả. Nếu có thể em nói về ngoại hình thì ngoại hình nó luôn là một cái có thể thay đổi em à. Không, nhưng mà ở đây không có ai mà bị chửi về ngoại hình bằng chị đâu. Chị thì chị thấy là em nói là em ngoại hình em vậy, nhưng mà chị thì chị thấy là cái ngoại hình em là ưu điểm để cho em đi diễn hài đó. Dạ vâng ạ, em nghĩ là cho nên là mình cần phải phát huy hơn nhiều hơn. Mình nên biết là đâu là thế mạnh, thế mạnh là của mình nữa đâu. Dạ vâng ạ, em sẽ cố trau chuốt hơn vấn đề này ạ. Đây là một vấp ngã và cũng là một bài học để em rút ra sau này, để em có thể bước thêm cho con đường làm nghệ thuật của mình ạ. May mắn đến với em nhiều quá nên đâm ra nhiều khi em cũng nghĩ là mình đã có một cái gì đấy nó cũng so với người khác rồi. Nên đâm ra em luôn cho bản thân mình có một cái tôi không tốt, luôn luôn hời hợt với những điều mà mình làm. Em như bao người, có thể không đẹp trai hơn nhưng em lại đậu rất là nhiều. Nhưng mà còn lại là họ đẹp trai hơn nhưng mà họ bị loại à? Những cái gì mà nãy giờ các anh chị đây nói thì đó là một cái sự góp ý chân thành đến với em, và hy vọng là em sẽ thành công hơn trong cuộc sống này ha. Dạ, em cảm ơn mọi người. Cảm ơn ban giám khảo. Và đặc biệt là hồi nãy vừa cũng cảm ơn lời xin lỗi của bạn. Rõ ràng là Đức Hoàng vẫn có sự ý thức và tôn trọng cho cái nghề nghiệp của mình. Đúng rồi. Chúc bạn sẽ may mắn hơn nha. Dạ. Cảm ơn. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Và xin quý vị đừng quên lịch hẹn vào tuần sau lúc 21:30 thứ năm trên kênh HTV7 với chương trình Người hùng của những ngôi sao, được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media. Và Robert xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.